Kính bạch chư tôn huyền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử, hôm Recording in nay chúng progress. ta tiếp tục về thăm thiền phổ thiết bài thứ 35 đã xong, giờ thứ bài 36. Tổ đã dạy chúng ta rằng người đời nay, tức là người ngày nay, người á, người đời á, ngày đêm là dụng tâm bận rộn công việc gia đình, chẳng từng nói đến tâm thì đâu thể biết được sự thôi nghĩ của nó. Người học đạo hàng ngày bị vọng lôi đi khỏi rồi lại dừng mà chẳng biết chỗ dừng, dừng rồi lại khỏi mà chẳng biết chỗ khỏi, vì chưa kịp để ý đến chỗ này. Nếu mà chúng ta biết cái vọng tâm mình dừng chỗ nào và khỏi chỗ nào thì coi như chúng ta đã xong đại sự đó. Mình đâu có biết, mà biết là cái biết đó là của cái bản bản thể, thì cái biết này mới là chân thật. Còn cái biết mà của suy nghĩ, của tư lương phân biệt, thì cái biết này không phải rồi. Cho nên Tổ đã dạy chúng ta rằng mình phải biết vọng vốn không có nguyên nhân. Nếu có nguyên nhân không phải là vọng rồi. Vọng không có sư sở, mà nếu có sư sở chẳng phải là vọng rồi. Cho nên á, vọng vốn không có nguyên nhân. Như người á, chúng ta biết là như mà làn sóng đó đuổi theo nhau, gió dừng thì sóng lặng, khi biển yên thì sóng lặng, quay đầu lại tức là giác. Mà bây giờ chúng ta đâu có quay đầu cách nào, chỉ lấy cái câu khởi đầu có nguy tình đó là quay đầu đó. Vì hàng ngày cái tâm chúng ta nó dông rủi theo cái trần lao phiền não, mà muốn quay đầu là phải có cái câu khởi đầu có nghi tình. Và nghi tình tan vỡ thì tự tánh tự hiện mới gọi là giác. Người đời trong ngoài lay động, biết rồi lại mất, thấy rồi lại dòi. Làm sắc, làm không, hoặc ẩn, hoặc hiện, mang mát chẳng thật, nói chung đều là vọng. Đã biết được vọng, ắt phải biết là chân. Nay, cho nhiều người, tức là ngày nay á, mà cho nhiều tâm là vọng, một tâm là chân. Đã kiến lập một tâm, ắt phải trừ vọng. Phương pháp trừ vọng quý ở chỗ tham thiền. Hằng ngày có thiền thì tự có thể thôi vọng. Người xưa nói, còn tâm ngưng nghỉ, ngưng nghỉ tức bồ đề. Cho nên Tổ Quy Sơn nói, nếu tâm mà dừng lại một chỗ, việc gì cũng xong, tâm dừng lại một chỗ tức là có nghi tình, thì là mọi việc mới ngưng nghỉ. Còn á, tâm chúng ta không có công phu á, thì luôn luôn nó dông rủi theo trần lao phiền não. Cho nên tâm ngưng nghỉ tức là bồ đề, tức là có cái nghi tình, rồi nghi tình tan vỡ, tự tánh tự hiện mới gọi là bồ đề. Cho nên cổ nhân ngay dưới chữ bồ đề là gõ là thằng chết. Đến đây một tâm cũng bất khả đắc, đó là bồ đề. Tại sao nó là thằng chết? Nay thử hỏi,
Các ông Thích Bồ Đề hay Thích Thần Chết, nếu muốn ngừng nghỉ vọng tâm, hãy gánh Bồ Đề đi. Muốn tiến tới nữa thì hãy xả cái thằng chết lại cho ta. Tức là tổ nói là lặp lại cho các vị nghe là nếu muốn ngưng nghỉ vọng tâm thì hãy gánh Bồ Đề để mà đi, mà muốn tiến tới nữa thì hãy trả cái thằng chết lại cho ta. Có hiểu không? Hiểu không có được, không có dùng cái tâm ý thức để mà hiểu. Mà ngay chỗ này chúng ta hiểu không được là đề khởi câu thời đầu thôi, chứ không có được là sanh hiểu là không phải rồi. Tại sao? Là tổ nói là muốn chuyên ngưng nghỉ thì gánh Bồ Đề đi, mà tiến tới một bước nữa thì trả cái thằng chết này là cho tao. Cho nên chỗ thấy như vậy phải hiểu như thế nào đây? Còn nói rằng ông hãy đem vọng tâm ra cho ta xem, ta mới nói với ông và ngừng bắt chước công án của vị tổ là con thuyền tâm còn chẳng thể được, mà ta đã ai cho ngươi rồi đó. Tức là trong lúc mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nhìn vách ở Thiếu Lâm thì vị tổ Huệ Khả đến tham vấn, nhưng mà đứng bên ngoài đó thì là tổ không có quay đầu lại. Và trong cái mùa đông thì ở Trung Quốc từ xưa là tuyết nó rơi xuống nhiều lắm, nhưng mà tổ rồi vào một cái buổi tối mà đứng như thế là tuyết nó rơi xuống mà tới đầu gối mà không có hai, tuyết nó rơi xuống tới đầu gối không hai là do có cái nghi tình, không có việc gì khác, thành ra nó quên cả thân và tâm, không biết mình đứng ở đâu nữa. Cho nên đến cái trời sáng rồi đó thì tổ mới qua trở lại hỏi ông đứng như thế cũng là cá đó, nhưng ông muốn cái gì? Thì vị tổ Huệ Khả nói tâm con không an, rồi xin hòa thượng cho con được an tâm. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng ông đem cái tâm đây ta an cho. Ngài mới nhìn lại trong giây lát, nó con tìm hoài không thấy tâm ở đâu. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Thì ngài đó là tổ ngộ liền. Ở đây là ngài lai quả nhắc lại đừng có bắt chước theo cái công án của tổ Bồ Đề Đạt Ma và vị tổ Huệ Khả. Cho nên có những cái á, về công phu tu tập thì chúng ta nên bắt chước người xưa, quên ăn bỏ ngủ, đi đứng nằm ngồi luôn luôn là có nghi tình. Cái đó thì bắt chước được, chứ đừng bắt chước là lấy cái công án của tổ sư ra mà đàm luận, lấy công án tổ sư ra đàm luận mà nói năng thế này thế khác, đó là sai lệch ngàn dặm rồi. Cho nên bài thứ 17 đến 37 tổ dạy chúng ta rằng ngoài thân tạm quên, nói ngoài thân tạm quên thật trái với đạo. Trong thân quên hết dựng cũng trái với đạo, ở giữa còn khó rõ thì làm sao nói trong và ngoài. Người học đạo nếu được quên thân thì trong, ngoài và ở giữa ba cái đó còn đặt ở chỗ nào? Trừ khi mình có cái nghi tình á thì ở trong, ngoài và ở giữa đều không có dính dáng gì hết. Chứ nếu mà mình không có nghi tình á thì mình không biết ở trong, không biết ở ngoài, mà cũng biết ở giữa. Mà trừ khi có nghi tình á thì mới trong, ngoài và ở giữa đều không dính dáng, mới gọi là quên thân, quên tâm và quên cảnh. Tuy nhiên
Người mới dụng tâm đối với vườn tược, ruộng nương, danh lợi, tiền của muốn chẳng để nơi lòng. Không chút động niệm cũng chẳng phải là việc dễ. Còn kẻ đạo nhân ngày nay, dù đã trụ tùng lâm 3 năm, có cơ hội gần gũi thế tục. Mặc dù chúng ta ở tùng lâm đã nhiều năm rồi, nhưng mà mất đi cái công phu đó, thì cái tâm thế tục nó trỗi dậy. Mặc dù đã nhiều năm, nhưng mà công phu không được liên tục, thì cái tâm thế tục đương nhiên nó dẫn dắt mình ra bên ngoài. Hoặc lấy cớ đi cúng mã, hoặc lấy cớ có việc về quê, một phen thấy mặt thì buồn vui lẫn lộn, thật là kẻ trọc đầu. Tức là tổ đạo vỡ cái người tu mà ở trong tầng lâm đó, phải là công phu liên tục. Nếu mà mình công phu không có liên tục đó, thì cái tâm trần lao phiền não nó dẫn dắt mình đi ra bên ngoài. Đó là cái người trọc đầu trong ban nhà tu. Tức là mặt thân thể là người tu, mặc áo ăn con của người tu, nhưng mà cái tâm của người thế gian, cho nên tổ quả. Vì có nói như thế này là cái là mạ lị hay là cái tâm từ bi. Chứ tổ tâm từ bi chứ mạ lị không có. Bởi vì là như như bất động mà muốn nói là toàn là những cái lời để dắt dẫn hay là dạy dỗ cho người học đạo. Tuy nói là nặng, đôi khi là nặng hơn người thế tục nữa, nhưng mà phát xuất từ cái tâm từ bi. Lúc dụng công đắc lực, việc ở ngoài thân như mặc áo, ăn cơm, đi lại, đi tiểu không chút nhớ đến, chính là quên việc ngoài thân. Cho đến người ta hỏi trên chánh điện bao nhiêu vị Phật cũng chẳng thể đáp. Lại hỏi mỗi ngày đến trai đường mấy lần cũng chẳng thể biết. Phương hướng cửa chùa cũng chẳng rõ, nhà cầu tiêu ai ở cũng chẳng biết. Chính ngay lúc công phu tất cả đều chẳng lưu ý. Cái tâm quên việc ngoài thân này chính là gần gũi với đạo. Quên việc ngoài thân mới được phát thế tục, dần dần trở về đạo. Song cần phải dũng mãnh tinh tấn cho đến lúc cả cái tâm quên cũng chợt vỡ. Tâm thế nghiệp nhiên đâu còn cái gì trong ngoài nữa. Tức là ngày lai quả là ngày công phu đến chỗ này. Một hôm á, ngài đi ra cái nhà vệ sinh, nhưng mà đi thì không có biết cái nhà vệ sinh nó nằm phương hướng nào nữa. Đi lọt ra ngoài người ta thấy hỏi anh đi đâu, nó đi nhà vệ sinh đằng kia cả, chẳng phải đây. Tức là quên cái đường đưa ra nhà vệ sinh. Và cũng có lần ngài công phu đi ra ngoài nhà vệ sinh mà ở cái thiền đường Tông Mông ngày trưa đó, tôi đã một kỳ mà thiền thất mở ra đó, là quy định buổi sáng là cái giờ nào mở cửa để cho cái người là tham thiền đi ra ngoài vệ sinh. Còn mà mình trong lúc đó mà không có mắt á, thì là tới giờ mà mình bắt thì cũng không có mở cửa nữa. Là mình muốn đi vệ sinh là về ngay cái chỗ mình ngủ á, thì vệ sinh chỗ đó thôi chứ cửa thì không mở. Mà có quá lắm á, thì năn nỉ mà ban thủ là quá độ từ bi thì phải ăn 4 đồng gậy là mới mở cửa. Hồi nãy ta mở cửa mà mình không chịu đi, bây giờ là mình bắt lại mở cửa thì một là ăn gậy, đó là cái lòng từ bi của ban phủ. Còn các ngày không mở cửa thì mình về ngay cái chỗ ngủ của mình rồi vệ sinh chỗ đó chứ không có mở cửa. Chính vì thế một hôm ngày ta đi ra bên ngoài cũng vệ sinh, rồi là do giữ công phu đó, người ta đi tới đụng người ta thì người ta mắng cái gã Hồ Bắc là đi không coi ai ra gì hết. Tức ngày ở phương Bắc, ở Hồ Bắc, cái tỉnh cái nơi sanh đó, Hồ Bắc, mà ngài thì to lớn, nhưng ngài không có để ý đến ai hết á.
rồi người ta mắng tôi ra Hồ Bắc là mà đi đụng người ta cũng không xin lỗi nữa. Ngài mới trực nhớ lẽ ra là đụng thì phải xin lỗi, nhưng mà mở miệng á thì sợ mất công phu, thà bị mắng chửi chứ không có mở miệng xin lỗi. Đó công phu của người xưa đó, thà bị mắng chứ không xin lỗi, xin lỗi là mất cái công phu của mình. Ghê không? Tức là công phu phải như thế mới được. Cho nên Ngài dạy trong cái phổ thuyết này là cái lời rất chân tình, bởi vì Ngài đã trải qua những cái kinh nghiệm này, cho nên nói những cái kinh nghiệm này để dạy cho cái người đời đời sau và cái người hiện tại. Rồi là tổ giải tiếp chúng ta thấy bài 38 là cảm thấy sân kinh an. Người hành đạo chẳng nên lấy cảnh ngoài sân, thôi giảm bớt cho là kinh. Chứ kinh là nhẹ nhàng. Lấy tương ương trong tâm, tạm ổn cho là an. Tức là mình có cái công phu rồi, cái tâm nó rất là bình yên, cái sân nó nhẹ nhàng, cái sự an lạc này là không diễn tả được. Ai có cảm nhận qua được rồi thì mới hiểu tôi. Chứ còn diễn tả cho người ta hiểu được sự kinh an này có mà diễn tả. Cũng như là đường nó ngọt, muốn ngọt như thế nào thì ăn đi rồi biết, ăn đi biết liền. Cũng như là ở trong cái ở học đường á, ở trên đại học có cái câu chuyện á, là vào một cái giờ sử địa thì một con cái vị giáo sư này dẫn các em đi ra ngoài là khảo sát thực tế. Sinh viên thì đương nhiên phải có đi khảo sát phải không? Còn khảo sát cho nên đến một cái dòng sông thì các vị giáo sư này dẫn theo là sinh viên của ba miền đến bờ sông. Rồi thì là cái vị giáo sư nói với em là đại diện cho miền Bắc, em nhảy xuống dòng sông xem sao. Nhảy xuống dòng sông một hồi trở lên thì vị giáo sư hỏi sao em. Trời ơi thầy ơi, ở dưới nó tuyệt vời, nó có một tiểu thế giới tuyệt vời lắm, rồi không diễn tả được. Rồi báo về một cái em đó, đại diện cho sinh viên miền Trung, em nhảy xuống đi xem sao. Nhảy xuống một chút xíu cái quay trở lên sao em. Cái em sinh viên này nghĩ vậy lắm, ai muốn biết thì nhảy xuống đi xem, ai muốn biết thì nhảy xuống đi xem. Rồi là cái đến cái cậu sinh viên thứ ba, em đại diện cho miền Nam nhảy xuống đi sao. Nhảy xuống qua lên cái hỏi sao em. Nói sao cái giá bình dân chứ có con mẹ gì đâu thầy, bùng sình không à. Không có con mẹ gì hết, bùng sình không có gì đâu. Thì đó là cái này đó. Ví dụ cái chỗ này đó, là cái chỗ chúng ta phong phú đó. Ai muốn biết thì nhảy xuống chỗ đó, biết liền chứ gì. Ai muốn kinh an á thì công phu đi, biết sự kinh an nó như thế nào thôi, diễn tả người ta không có được. Đó là cái sự kinh an. Nhà cái kinh á, tổ đó là nhẹ nhàng ấy, cái gì nhẹ nhàng, tức là người hành đạo chẳng nên lấy cảnh ngoài thân, thôi giảm bớt mọi việc thì gọi là kinh, tức là nhẹ nhàng đó. Rồi lấy tốt trong tâm, tạm ổn cho là an. Nếu cảm thấy thân mình kinh an là đều lầm lớn vậy, tức là mình cảm nhận cái sự kinh an, mình đắm chìm trong này là bị bệnh chứ không phải là phiền. Đó là cái thân bệnh, tâm bệnh, đó là cái sự sai lầm chứ không phải là cái tốt. Nhưng mà ngồi công phu được một sự kinh an không phải là chuyện dễ, trải qua thời gian dài lắm mới được cái này. Tức là cái các dương bên ngoài nó tạm yên, tạm lắng động, có mình nghi tình,
đỡ có cái vi trình rồi thì thân thể nó rất là an ổn. Mà muốn diễn tả nó thì diễn tả không được, mà phải đến cái chỗ đó là cảm nhận. Mà mình cảm nhận cái sự kinh an này, đây là một sự sai lầm rất lớn. Cho nên tổ giải tiếp là cần phải ở tại vi tình chân thiết, chỉ đem một câu thoại đầu để ở trong lòng, thắc mắc nơi tâm, ngoài tâm cũng là thoại đầu, trong tâm cũng là thoại đầu, chẳng cho gián đoạn trong cảnh khắc. Ngoài chẳng thấy có cảnh, trong chẳng biết có tướng, chỉ biết một câu thoại đầu rõ ràng minh bạch. Ngay trên một câu thoại đầu này, chẳng quẩn, chẳng gấp, thân bình khí hòa, thầm thầm tham cứu. Ngoài có sắc tướng thì sâu nhãn thức, ngoài có âm thanh thì sâu nhĩ thức, thấy nghe chẳng quan tâm, tâm sắc tự tịnh. Ngay trong lúc tâm thoại đầu thì ngoài thấy có nghe thì rất làm sao thâu. Phương pháp thâu thật là cứ một mạch tham đi, chẳng màng đến cái khác, thì sức tự thâu. Nếu đạt được lên chỗ tâm duyên bên ngoài, chẳng thấy một vật, cũng chẳng không một vật. Tâm duyên bên trong, chẳng thấy một niệm, cũng chẳng phải không niệm. Chẳng phải không niệm tức là trong tâm nó tự tham, mà có một niệm tức là không phải rồi. Mà thấy có một niệm là sai, mà thấy không có một niệm cũng sai. Chỉ có như tình là đúng, mà thấy cái gì đi nữa cũng vẫn là sai. Đây là công thức không có theo đuổi, như thế mới là chân thật kinh an. Tức là trong ngoài và giữa đều kinh an vậy. Một thân kinh an thì mười phương thế giới phải đều kinh an. Cái này là tỏ ngộ đó. Thì mười phương thế giới mới kinh an, cái kinh an này mới là chân thật. Tức là có nghi tình tan vỡ, thì không những là cái thân mình kinh an, mà cả mười phương thế giới đều kinh an, tức là đã xong đại sự. Bây giờ tổ là giải thích chúng ta bài 39 là trụ chỗ khô tịnh. Tức là mình không khô vướng mắt, tức là cái bệnh của hành giả tâm tiền. Ngoài cái nghi tình ra còn có cái gì hay là cảm nhận cái gì cũng đều là sai hết, chỉ trừ cái nghi tình là đúng. Cho nên khô như cây chết, nhánh lá khô héo, gió thổi chẳng lay động, không có bóng mát, người sức tịnh chấp lấy chỗ tịnh, cũng giống như cây khô vậy. Nếu cây tươi tốt, cành lá xum xuê, gió động thì nghe có tiếng, khi bóng người hiện thì thấy có sắc, khiến cho tai mắt không chút tịnh. Đây là chỗ người vô động chấp lấy. Tức là mình đã sinh hoạt trong cái cảnh động rồi, thì mình đã công phu á, nó có một cái chỗ yên tĩnh. Mà cái yên tĩnh này không phải cái nghi. Nghi thì thấy không có động tĩnh, mà thấy có động tĩnh không phải là nghi. Cho nên mất cái nghi đi, cho nên mình thấy có chỗ tĩnh. Mà tĩnh tức là lặng yên á. Mà lặng yên thì mình cũng cảm nhận cái sự an lạc. Cái đó là bệnh chứ không phải thiền. Nếu người lúc dụng công bảo tâm kiên cố, nghi tình thân thiết thì bên ngoài chẳng bị tầng cảnh làm nhiễu loạn, bên trong chẳng bị thân làm biến đổi, ở giữa chẳng bị thức trói buộc, trong ngoài sanh ưu an nhàn tự tại. Đây tuy do công phu làm đến, xong chỗ này cũng chẳng nên trụ. Nếu trụ ở chỗ này thì nghi tình bị tình cảnh che lấp. Tức là chấp nhận cái tình cũng không được, chấp nhận có nghi tình cũng không được. Mà nghi tình tự là nghi tình, mà mình biết có nghi tình là tâm trộm cắp rồi, không phải.
bây giờ cái chữ chưa biết, chưa biết là cánh cửa của vua ngàn tai tai họa, tuy xin nhất tự chúng họa chi môn, là một chữ biết là muôn ngàn cánh cửa của tai họa. Nếu trụ ở chỗ này thì nghi tình bị che lấp, công phu ngưng nghỉ chẳng tự biết, lại còn tham thiền đắm tịnh cảnh, ở chỗ rảnh rang tự có chỗ là thù thắng. Chẳng những không biết chỗ cô tịnh là bệnh, trái lại còn cho là tốt. Nếu mình hỏi là ở cái chỗ thanh tịnh và an lạc mà lại có nghi tình, có phải không? Phải không? Không phải, tại vì biết. Cái chữ biết là không có được, nó xen vô là không có được. Mình biết mình ăn lạc, biết mình có nghi tình, biết cái chỗ mà ăn ổn, cái lỗi cho nó là chữ biết. Cho nên Ngài Trung Phong Minh Bổn gọi là tâm trộm tóc, chứ không phải nghi tình. Làm lẫn chút xíu đó, đó là cái từ rửa có tai họa đó, là do chữ chữ biết. Thật ra là do đánh mất nghi tình, chẳng theo động ác trụ tịnh. Vậy người học đạo có chí khí phải biết hổ thẹn, một phút không có công phu phải tự sống trách, tự đánh vào mình, tự tát vào mặt. Hổ thẹn nói rằng người xưa dụng công còn có chỗ, không có thời giờ để cắt móng tay, ta là người gì mà tệ thế này, không lúc cảm thiết ở trước Phật lập thể, chẳng đến đại ngộ, dù chết cũng mang theo câu khỏi đầu, sau khi chết cũng chẳng bỏ tham thiền. Mình có vọng tưởng á, mà sao công phu theo con người nó có một cái hiện tượng xảy ra. Một là chúng ta có vọng tưởng, hai là chúng ta ôm trầm, cái thứ ba là chúng ta rơi trong vô ký. Mỗi hành giả đều có một cái trạng thái này, không rơi cái cửa này cũng rơi cửa khác. Mà cái dễ trị nhất là có vọng tưởng. Mình có vọng tưởng á, thì mình cương quyết, mình nỗ lực để khỏi câu thoại đầu có nghi tình, thì vọng tưởng đó nó lặng yên. Nó chỉ toàn có cái cô nghi thôi, thì cô nghi nó mới là giúp được cái vọng tưởng. Cho nên dễ trừ hơn cái thứ hai là hôn trầm. Hôn trầm á, tức là ngủ gục á, mình công phu chút xíu rồi cái nó buồn ngủ, nó chìm trong cái ngủ gục. Rồi mình nó giật mình về cái thì nó lại tỉnh, tỉnh công phu hồi chút xíu là ngủ gục. Cho nên sở xưa đó, Ngài là Từng Minh Sở Viên, là tổ thứ bảy của Tông Lâm Tế. Đúng rồi. Thì rơi Ngài là Phần Dương Tiễn Chiêu. Cái đất Phần Dương thời xưa nó rất là lạnh, nó lạnh hơn Hà Nội bây giờ, có rét đậm rét hại đó. Ở cái Phần Dương nó cực lạnh. Rồi là cái đạo phong của Ngài Phần Dương Tiễn Chiêu nó cao hút, nó hơn thường tình. Cho nên có hơn 20 người vậy đến tham vấn. Thì tổ sư đã biến tánh, cho nên các Ngài đều biết trước. Ngài múc mấy cái thau nước ra ngồi trên mỏm đá chỗ cái đường quanh đó. Thì có 20 người lần lượt đi tới, Ngài lấy mấy thau nước tạt nó hết. Rồi là bỏ về phân nửa còn 10 người. 10 người thì đi vô tầm. Rồi mọi người đó tự kiếm chỗ ngủ, cho Ngài không chỉ chỗ cho nữa. Mạnh ai nó tìm chỗ thì ngủ thôi. Sáng ra đó thì Ngài chạy xuống chợ, mua mấy con cá đem về nấu, rồi bảo là chúng ăn. Chúng bất mãn nghe đồn đạo phong là cao vút thiên hạ,
cái diệu dụng là vượt tường tình mà đến đây chỉ là một cái ông thầy tô lỗ chạy xuống chợ mua cá về nấu biểu ăn thì bỏ về hết, còn lại có sáu người, còn sáu người thì ở lại, thì trong đó có ngày Tường Minh Sẹo Đen, thì sáu người này ở lại thì sáu người đều kiến tánh hết, còn là mấy chục người chưa ra về thì là không thành tựu. Thì ngày Tường Minh Sẹo Đen có cái bệnh phong trầm mà muốn khắc phục nó không phải là chuyện dễ, mà trời phần vua nó lạnh, cho nên buổi tối đó thì mấy thầy trò đó là xoay quanh cái lò sưởi, đốt lò sưởi. Mà đốt lò sưởi đó thì là công phu cũng vẫn là không trồng. Rồi ngài mới lấy cái xanh sắc để trong cái đống lửa đó, nó cháy đỏ. Rồi khi mà không trồng nó đến đó, thì là ngài lấy cái xanh sắc châm vô đùi, nó kêu cái xèo. Lúc đó nó sực tỉnh. Rồi có lúc là ngài công phu á, là lên chánh điện. Lên chánh điện thì ngài Phần Dương á, ngài Ngô Thái. Ngô Thái thì ngài lên múc xong nước, tạt ướt hết, rồi đuổi ra ngoài không cho trong chánh điện, đóng cửa lại. Mà ban đêm mà ra ngoài á, trời nó lạnh hèn gì. Nhưng mà các vị biết người có công phu rồi đó, quên thân, quên tâm, thành không có biết lạnh. Giống như là nhị tổ quỷ tả đó, ở trong tuyết lên tới đầu gối mà không có biết lạnh. Thì ngài Tự Minh Sở Viên đó là ngài Phật Dương Thượng Chiêu bốc nước đổ ốt hết rồi, còn đuổi ra bên ngoài nó lạnh hàng gì, nhưng mà có công phu á không có lạnh. Cái này chỉ người nào ở trong công phu mới biết, chứ còn không có công phu, cái người tình nó thành phố đó là không có biết được cái việc này. Quên thân, tâm và thế giới, nó quên hết. Đó là ngài Nhị Tổ Huệ Khả, và cũng chính ngài Từ Minh Sở Viên cũng đạt được cái chỗ này, chứ không có ngài quên cả thân tâm. Rồi là một hôm ngài đi vào trong trưởng tháp để thăm vấn á, thì ngài là Tự Minh mắng chửi. Rồi ngài dội trả lời, chính cái chỗ chưa có xong á, là đến đây cầu quyết nghi mắng chửi là đạo lý sao? Thì ngài Phượng Dương, ủa nó mắng chửi sao? Ngộ liền. Đó là tổ sư ngày xưa đó. Mắng chửi thậm tệ, tới đổi là chịu không nổi trả lời á, chính là chưa xong đến đây để cầu quyết nghi và đến đây để làm mắng chửi là đạo lý sao? Ủa mắng chửi hả? Ngộ liền. Cho nên trong thiền tông chúng ta thấy đó, có nhiều cái là nó không có cái tiết mục nào hết, mà không có cái nhiều việc nó rất là vô duyên, nhưng mà sức là đó trở thành cái công án, trở thành công án lớn. Cho nên chỗ dạy, tổ dạy chúng ta là nếu người mà lúc dụng công đạo tâm kiên cố, nghi tình tâm thiết, thì bên ngoài chẳng bị trần cảnh làm nhiễu loạn, bên trong chẳng bị sân làm biến đổi, ở giữa chẳng bị sức trói buộc, trong ngoài sanh ưu an nhàn tự tại. Đây tuy do công phu làm đến, xong chỗ này cũng chẳng trụ. Nếu trụ ở chỗ này thì ghi tình bị cảnh che lấp, công phu ngưng nghỉ chẳng biết, lại còn tham tấm tịnh cảnh ở chỗ rảnh rang, tự cho đó là phù thắng. Chẳng những không biết chỗ, vô tình là bệnh, trái lại cho là tốt. Thật ra là do đánh mất duy tình, cho nên là đã mất duy tình, mình cảm nhận cái trần cảnh bên ngoài an lạc, có nghi tình là do đánh mất cái nghi
mà biết thì là không có trộm cắp. Cho nên á, cái tổ bảo chúng ta á, nếu mà chưa ngộ á, thì là không liền cái câu khởi đầu, mà khi chết thì cũng mang cái câu khởi đầu đến đời sau mình tu tiếp. Ta lập chí phải như thế mới thành tựu được. Chừng chúng ta lập chí thì mình tu là lúc lạnh lúc nóng, mà lúc lạnh lúc nóng thì giờ là ngày quán sơn cũng quá một lạnh một nóng, mà 10 lạnh là biết bao giờ mới xong. Cho nên phải liên tục. Tổ sư có ví dụ như con gà ấp trứng. Con gà là khi mà nó đẻ trứng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám nó chưa đâu, mà cái trứng thứ 9, thứ 10 rồi đó, thì nó ra ngoài nó ăn cho no rồi nó nhảy vô trong ổ nó ấp, nó không nhảy ra ngoài tìm ăn nữa. Mà nó ấp á thì cái trứng nó phải nóng, rồi muốn cho nóng đều đó thì nó lấy cái mỏ nó trộn, tự nó trộn. Công việc con gà đều như thế, nó trộn đều hết. Cho nên á, khi mà nở á thì nó nở đều hết, mà nếu con gà nó ấp không có đều đó thì có một cái trứng nó thúi, là do nó ấp không đều. Mà tổ bảo mình không khô đó giống như gà ấp trứng, phải trộn hết các trứng cho nó đều, cho nó nở một lượt, nở tức là kiến tâm. Như mèo rình chuột, con mèo nó thấy con chuột nó chung vô trong hang rồi đó, thì ở bên ngoài nó rình, nó không biết chó hay con người đến cạnh bên mình nó, mà phải một nhìn chăm chăm nhìn nó. Khi nào con chuột chạy ra chụp được mới thôi, chụp được cái ở trên tấm đó, tức là quên cả thân tâm và thế giới. Công phu như thế mới thành tựu được. Cho nên ngày đại quả công phu được như thế đó. Tiếng bản công phu chiều á, gõ khóc khóc ngày ngộ liền, gọi là khai tỉnh. Tiếng mỏ vừa đánh lên là ngày đã tỏ ngộ. Phải công phu như thế mới được. Bài số 40 thì tổ dạy chúng ta rằng bài đặt bậy bạ. Từ bài đặt bậy bạ là bệnh lớn đối với thiền tông. Người mới vào thiền đường thấy câu niệm Phật là ai, đều nói chứ niệm là tâm niệm, Phật là giác, là chữ là chứ là ta. Niệm Phật là ai, chứ là ta. Ai chẳng hỏi ai, lại thấy cái câu chiếu cố khỏi đầu đường nói chiếu, tức là chiếu mà thường tịch, cố là chăm chăm không rời không dời, hoài là trước lời nói chiến phủ, đầu là trên đầu chồng trên đầu. Bệnh bài đặt này rất sâu, thuốc của Diêm Vương cũng khó trị. Tức là mình đó là giải thích đó. Mình giải thích dù giải thích đúng như nữa là cũng bậy bạ, không có đúng. Cho nên là trừ cái nghi tình thôi, chứ còn giải thích dù có hợp tình hợp lý thế nào đi nữa cũng là bài đặt bậy bạ. Tổ vỡ không có cho. Đã vào tiền đường rồi thì như là chỉ nhớ là khi chưa có rồi đó là cái gì thôi. Chứ còn là chiếu là ngó tay mình, đầu là khi chưa khởi niệm, giải thích như vậy là bậy bạ rồi, không có được. Mà phải hỏi khi chưa có rồi đó, ta là cái gì, ta là ai, hỏi như thế mới được. Chứ còn là bài đọc cái này giải thích cái kia là sai. Bệnh này là Diêm Vương mời mình tới à, cho nên là Diêm Vương cũng không trị được nữa. Mời tới là mời chứ con không trị được. Tới đến cây bảng bằng gỗ gọi là luân bảng, tưởng là để cảnh sát cho sự tỏa hương. Tới đến cây bảng bằng trúc gọi là trúc bề, tưởng đó là đồ dùng cho sự đi hương.
lại nói chuông treo trên là thụ, bản treo dưới là hoành, chẳng phải là thụ cùng tôm tế hoành biến thập phương sao? Còn đối với ban phụ thì cho đó rằng là người cầm cái đầu của hương bản. Đối với Di Na thì cho rằng Di là Di Hộ, Na là Na Chấp. Tự mình ví dụ vậy bà, bày đặt vô lý, thật đáng sợ thang. Tức là giải thích, thấy cái gì cũng giải thích ra trên. Từ các vị Di Na, ban phụ là mình giải thích cái chức vụ của người ta hết trơn. Cái đó là cái sai lầm. Mới vào thiền đường cái này bệnh á, thì của cái người học đạo đều có hết. Rồi mình công phu thời gian sanh tâm an ổn, rồi sanh ra cái hiểu biết, rồi mà cho là ngộ, rồi giải thích tùm lum tà la hết. Mà cái này đó là xảy ra nhanh nhãn các nơi, dù là tu sĩ hay là cư sĩ. Cái bệnh này thì là mấy mươi năm nay xảy ra rất là nhiều ở nơi các nơi, chỗ nào cũng có hành giả nói cái này á. Ồ, tôi công phu rồi tôi nghe lỗ tai nó nổ cái bóp cho mình hiểu. Cái đó đúng là bậy bạ. Xin hiểu là bậy bạ liền. Rồi giải trình đó là cả mấy trang sách, một cuốn tới mấy chục trang, cả trăm trang luôn, giải trình cái sự hiểu biết của mình. Đó thật sự là bậy bạ đó. Nếu bỏ họ ở trên câu thoại đầu tha thiết tam cố thì tâm họ lại lập tức buồn bực, thân họ là mệt mỏi, trong lòng lại bất an. Nhưng nếu trụ lâu ở thiền đường, cuối cùng sẽ có ngày phát minh đại sự, mới biết sự bày đặt bày bạ trước kia tức là diệu dụng của sai biệt trí mà thôi. Đó là cái là tổ đã nói cái bệnh của hành giả xâm tiền. Bài thứ 41, tam tích sơ kệ, đây cũng là cái bệnh của hành giả. Mình tu một thời gian rồi cái vọng niệm nó ít, nghi tình nó cũng có chút chút, rồi bỗng nhiên mà tức cảnh sinh tình, làm thơ hay vô cùng đi, rồi cho đó là ngộ. Cái bệnh này là lớn lắm. Trong cái chiều đường tự anh có một con sư, tôi lúc nào cũng hỏi, lúc nào cũng làm kệ, lúc nào cũng làm thơ, hỏi bằng thơ luôn, mà vỡ năm này sang năm khác cũng không bỏ được. Đó là cái bệnh của hành giả tao tâm thiền. Người tâm thiền cực khổ nhiều năm, cảm thấy công phu tự nhiên tâm nhập, hình lần ngay nơi ngôn chú của cổ nhân có chỗ giải ngộ. Giải ngộ chẳng dính dáng gì hết, tức là hiểu biết đó, rồi giải thích. Hoặc ở trên bổn phận công phu cũng có chỗ thú vị, người trước kia đã biết chữ nghĩa nhiều thì ngâm thơ, người biết chữ nghĩa ít thì làm kệ. Lấy thơ hồi xưa mình học thuộc lòng ở đâu đó thì mình nó là đem ra mình ngâm nga, rồi là cho là mình tự tại. Đó là cái sai lầm của hành giả tham tâm tổ sư tiền. Người biết chữ nghĩa nhiều, thân ở chỗ thanh ô, thân đóng thiền tịch, tình buông thả theo cảnh huyễn, nghĩa vị nguyên thông, ban ngày lấy vịnh thơ làm nghiệp, ban đêm lấy lý bạch đổ phủ làm thầy, cho đến quả tỏa hương thì thân lai đầu lắc, ngâm thơ cũng có thể thành bài. Chữ nghĩa chỉ ít, chữ nghĩa bị bắt tắc nghẽn thì miệng đọc lại rồi tâm đuổi theo, kể mới thành văn. Sao chẳng nghĩ thời giờ rất quý mà nở để tu xuân, nhân duyên lớn ở thiền đường mà cũng dễ để lối qua vô ích, danh hèn của thi tăng sao chẳng trách, nghiệp xấu của văn tăng sao lại tạo. Tức là có chút công phu thân tâm được an lạc,
Rồi cái vọng niệm nó ít do có nghi tình, thì bỗng nhiên cái tâm sanh ra hiểu biết. Trước kia mình không hiểu gì hết, giờ lên kinh Phật cũng hiểu, lời tổ cũng hiểu, thơ văn cũng hiểu ý. Trước kia mình đọc là đọc chứ không hiểu được gì hết, bây giờ bỗng nhiên hiểu và đem ra ngâm nga, đây là cái bệnh. Cái bệnh rồi đó, đôi khi đem khoe nó, ở giờ tôi tâm thiền, bây giờ tôi được cái này, tôi được cái kia, tôi làm bài thơ này, tôi nói cho ông nghe thì biết tặng. Hồi xưa tôi viết chữ không đẹp, bây giờ tôi tâm thiền tọa ngộ rồi chút chiếu, tức là sinh hiểu đó, tưởng mình tọa ngộ rồi viết chữ nó đẹp hơn chút, rồi viết tặng người ta, làm thơ làm kệ viết chữ. Cái này giờ tôi có cái đóng sau người ta tặng, cái đó là bệnh đó, cái bệnh lớn, bệnh của sinh tử. Cho nên người xưa nói đại sự sáng tỏ, việc mình đã xong, sau đó mới quan sát căn cơ mà lập giáo, dùng văn để tiếp hàng trí thức, dùng thơ để tiếp người học rộng hiểu nhiều. Lấy thơ văn làm phương tiện để dẫn người nhập đạo, đều do lòng từ bi làm lễ thế gian, chứ chẳng phải như bọn phù phiếm ưa thích ý vị của văn thơ mà tự xưng là người sông Việt. Đó là cái bệnh lớn rồi. Cho nên chúng ta thấy cái người mà làm thơ á, tức là Ngài Lâm Tế á, là Ngài là hỏi đạo với người khác á, thì Ngài là tự nói thành thơ để hỏi đạo. Hoặc giả cái người mà học rộng rất nhiều đến hỏi Ngài Lâm Tế cũng hỏi bằng thơ, nhưng mà ý vị sâu sắc lắm, rồi Ngài cũng đáp lại bằng thơ. Còn có người tỏ ngộ, có người chỉ y theo đó mà học thuộc lòng để ngâm nga chơi. Đây là cái bệnh lớn của hành giả. Mà tổ sư các Ngài đã xong việc thì đem thơ văn để tiếp người. Bởi vì có những người đó thì là làm thơ, tức là thở xưa đó có một vị tổ sư đó, là người học rộng rất nhiều, rồi hay làm thơ văn, rồi khi vào chùa đó là cũng hay làm thơ văn, rồi bị quở. Rồi Ngài đi tham vấn các nơi kia tỏ ngộ rồi, thì lúc đó là Ngài cũng làm thơ văn, lúc này thì tổ sư mới chấp nhận. Còn chưa kiến tánh á, mà dùng thơ văn để hỏi đạo, dùng thơ văn để mà tham vấn các nơi, thì bị các nơi là chê trách. Còn sau khi kiến tánh rồi đó, rồi người học đạo đến dùng thơ văn để dẫn dắt người học đạo thành tựu đạo quả đó, thì được các nơi khen ngợi. À, nó khác liền á. Mà bây giờ mình chỉ hiểu thôi, mà hiểu mình cho mình là ngộ, đây là cái sai lầm. Rất nhiều hành giả sai lầm ở chỗ này. Mình chợt hiểu cho cái đó là kiến tánh, mà dù cho là giải ngộ cũng chẳng dính dáng gì hết. Cho nên á, có nhiều người đã hỏi Hòa Thượng Di Lực, Hòa Thượng đã kiến tánh rồi phải không? Phải không? Rồi hỏi dòm thôi chứ tôi chỉ được giải ngộ thôi, mọi người mới hài lòng. Tức là hỏi dòm rồi hỏi cho mấy, là cuối cùng người ta lời nói tôi chỉ được giải ngộ thôi, có lỗi không? Không, giải ngộ đâu nói chứng ngộ đâu. Mà tổ sư đã chứng ngộ rồi, các ngài nói chứng ngộ cũng chẳng sao nữa, nhưng mà nói chứng ngộ thì e người ta hiểu lầm, đối tượng có thể là không tin. Cho nên tổ sư các ngài nói ô, ta chỉ hiểu thôi, tức là giải ngộ, không có lỗi. Hoặc các ngài nói ta nằm mơ nói mớ, cũng không lỗi. Nằm mơ nói mớ có lỗi gì đâu. Bây giờ chúng ta tham khảo thêm bài thứ 42
chẳng nguyện tiến sâu, tức là mình có chút ít nỗ lực rồi cái hiệu quả nó cũng có được chút ít, rồi mình dừng lại đó là chỉ hưởng sự an nhàn. Bởi vì cái người mà có cái nghi tình á, cái vọng niệm nó bớt đi rồi á, tâm tâm rất là an ổn, rồi đắm chìm trong cái an ổn này để quên tiến sâu trong cái công phu tu tập. Cho nên thọ quả ngài nói rằng á, cái người hành đạo chí chưa kiên cố, gặp sự ràng buộc hơi nhiều, chẳng được lợi ích, chẳng nguyện tiến sâu, thì có thể đúng, tức là người đó là chưa có cái minh tâm kiến tâm mà làm việc nhiều quá thì không có cái công phu tiến sâu trong cái hành trình tu tập đó, thì tổ cho là được. Còn cái người á mà có thời gian mà không có lo công phu đi sâu vào trong cái tu tập á, mà chấp nhận cái có hiện tại của mình, thì cái này là tổ quả. Cũng giống như hàng A-la-hán á, chứng quả A-la-hán là, thì được cái sự thọ dụng Niết Bàn á, thì là Phật vỡ là tiêu nha bại chủng, không có được, là hạt giống hư á. Tiêu nha bại chủng là cái mầm hạt lúa nó hư, cái mầm của cái hạt đậu nó héo, nó khô, không có được. Người đã được lợi ích mà chẳng chịu tiến nữa, ác có hai thứ chứa theo thiền tông, hai thứ chứa ấy là gì? Một, thân chứa là cái chứa trong thân. Hai, là tâm chứa là cái chứa trong tâm và ngoài tâm. Nó có hai điều, thân chứa trong và ngoài. Hai, là tâm chứa cũng trong và và ngoài. Chốn trong thân là lục căn kiếm khuyết, bệnh nặng, dây dưa, tuổi già sức yếu, thường sanh bệnh hoạn, chẳng chịu nổi sự ăn uống cực khổ và sự lạnh lẽo. Ngày nay á, thì là mình giữa cái thời đại nó văn minh, cho nên mình có áo ấm nó nhiều. Còn thảo xưa đâu có ấm nhiều đâu, mà ấm thì đi dành cho vua chúa văn lại và đại gia thôi. Còn trốn rồi rừng sâu núi thẳm thì các ngày mặc áo đâu có đủ lạnh, đâu đủ ấm đâu. Cho nên ăn uống thì nó khổ cực. Mà ngày xưa làm ruộng á, cái kho lúa chứa, nhưng mà ăn cũng giới hạn, không có ăn chiều, ăn sáng ăn trưa thôi, không có ăn chiều. Mà cái không ăn chiều á, mà cái dụng công á, nó đói nhiều lắm, nó đói nhiều lắm. Cho nên cái hành giả mà cái công phu nhiều á, ăn món nào nó cũng ngon hết trơn. Lên ăn là ngon thôi, dầu nấu có dở đi nữa ăn cũng vẫn ngon, bởi cái thân nó hao mòn dữ lắm. Cho nên ăn cái gì nó cũng ngon hết. Mà thời xưa đâu có đồ ăn nhiều đâu. Đừng nói thời xưa cái lúc mà thập niên 60 á, mà Chư Tăng ở các cái học đường á, ăn có hai món à, tức là món món kho. Các vị biết cái kho gì không? Cái cùi cải á, cái cùi bắp cải á, cái bắp á, nó có cái cùi, rồi chặt bỏ, rồi bán ở trên cái bông thôi, nhưng con cùi dưới đâu có bán đâu. Rồi chặt bỏ đó, rồi nhà chùa mới ra xin cái đó, mới đem về mà lấy bằng chải trà rồi phạt sạch, rồi chặt hút chẻ ra to. Còn quanh năm suốt tháng anh nó đó, hai là món canh thôi, ba là nước tương. Mà nước tương ăn hàng hai chứ không được ăn một nữa. Ngày xưa các cái học đường đó là nước tương của chùa Đắc Sâm, là của giáo hội làm. Hòa thượng Thiện Hòa ngài làm cái nước tương để cung cấp cho các cái học đường, hạng một thì bán, hạng hai cho các cái trường Phật học ăn. Nó đâu có ngon đâu, mà về muốn ăn cho nhiều á thì là
muối với bột ngọt nấu vô thêm, mất hết mùi vị rồi. Cho nên quanh năm suốt tháng bao nhiêu đó sẽ ăn khổ cực lắm. Chứ đừng nói cái thời xa xưa, xa xưa còn cực hơn cái thời mà tập niên 60, 50, 60 nữa. Đến cái nào tập niên 70 kha khá anh chút, Phật tử họ biết được là phát tâm cúng dường hơi kha khá chút, lâu lâu có đậu hũ rằm 30 thôi, chứ quanh năm suốt tháng không thấy đậu hũ. Cho nên đó, cái người xưa đó là trước đây sang là lục căn chính quyết là bệnh nặng, dây dưa tuổi già sức yếu, thường sanh bệnh hoạn, chẳng chịu nổi sự ăn uống khổ cực và sự lạnh lẽo, có thiếu tốt. Cho nên ăn cái gì nó cũng ngon hết. Chúng ngoài thân là các việc lớn nhỏ bận rộn, hoặc vì việc khác làm chướng ngại, hoặc vì thói quen từ trước lôi kéo. Tuy thân đạt nơi đạo mà bị chướng ngại nên khó tiến sâu. Đó là cái trong thân ngoài thân của mười hành đạo nó bị vướng. Là chướng của thân, là bây giờ chướng của tâm nè. Chướng trong tâm là đạo niệm, đương đi thẳng công phu thuần tịnh, ngẫu nhiên bị phiền não đến nhiễu loạn tâm, khiến cho vọng tâm tương tục sanh khởi, cảm thấy có dừng nghĩ cho nên cho thanh tịnh, tức là mất đi công phu. Bởi cái tâm nó dông rủi theo bên ngoài, do cái cảnh ngoài nó nhiễu động nhiều quá. Chẳng hạn như bây giờ mình ở thành phố, mình đang công phu ở bên cạnh nó mở nhạc rầm 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 vậy, mình nghe mình còn sao, phải không? Hoặc là đám cưới, hoặc là đám ma nó làm cái dậy sớm rồi mình làm sao công phu. Tức là bị cái này nó chướng, nó lôi cuốn. Cho nên hồi xưa đó, thì mình mới mở TV đó, thì đài nó dặn là vẫn vừa đủ nghe, đừng làm phiền lôi sớm đó. Còn ngày nay không có dặn. Ngày xưa là mỗi một buổi chiều mà đều là nhắc nhở rồi, xin quý khách vui lòng vặn vừa đủ nghe để khỏi phiền lòng hàng xóm. Còn bây giờ dặn thả ga, mở nhạc tập ca cũng làm thả ga luôn. Cái chứng ngoài tâm là lúc công phu đắc lực, nghe tiếng thì chạy theo tiếng, thấy sắc thì chạy theo sắc. Vì chẳng có tiền sâu nên tiền lâu chẳng thấy hơi động. Tuy phát giác được động đang dịu loạn nơi tâm, xong vì mệt nhọc sức kém nên công phu khó dừng được niệm. Ngày lại qua ngày chẳng nguyện tiến sâu, khó mong kiên tâm. Nếu tất cả cảnh màng trong ngoài đều sạch, xả thân xông vào thẳng đến chỗ quyền vi, thì mới biết công phu cần phải tiến sâu mãi mãi. Tức là bấm chặt cái câu khởi đầu có nghi tình, ngoài ra không biết là tiếng động tiếng mấy gì hết, nhưng mà cũng khổ. Ví dụ có người bệnh cảm lấy dầu mà cạo gió đi ngang qua hửi mùi dầu gì đây. Nếu mà dầu kêu bằng dầu kinh diệt thì nó hôi chịu không nổi, hoặc là lấy cái dầu lửa mà cạo gió thì nó cũng hôi, phải không? Mà lấy dầu xanh cạo ở cái này dầu xanh ở đâu, phân biệt đủ thứ hết, là do mất công phu. Mà nếu giữ được cái công phu á thì mình quan thân tâm cũng được chứ không phải là không được, nhưng mà mình phải vì mình đó, quyết chí mới được, còn không quyết chí là không xong. Cũng giống như mà nhà trường cho bài toán về nhà làm á, mà mình ngồi mình giải không được, mình giải làm sao cho được, mới thôi đó, giải xong bài toán mới được. Áp dụng cái công thức này không được, áp dụng công thức kia là áp dụng rất là phải giải được bài toán mới thôi. Phải giải không, tại sao chúng ta có được cái này mà trong khi công phu lại là không có được cái này hả? Mình dễ vui. Cái này tôi có hỏi một chút tiểu, tại sao á bài thầy cho con học và học đó là một tuần không thuộc, còn bài của nhà trường á
mà đem về thì bài nào sẽ không thuộc hết vậy? Không biết trả lời sao không? Nếu không thuộc bị cô quanh. Cái tại đây nè, hơi mấy chút tiểu hồi xưa nè. Bắt học luật học không thuộc. Các tuần học không thuộc, trả dâm lên dâm xuống, học cuối cùng hỏi tại sao con không thuộc bài. Còn ở bài ngoài, bài nào có không thuộc không vậy? Không thuộc cô quanh. Còn tại sao là mình cố gắng giải cho được, không được, không có điểm. Nội bản làm sao? Còn cái này là sinh tử cấp thiết mà tại sao mình không công phu cho nó đắc lực? Có đắc lực mới kiến thánh chứ. Quên hết mọi duyên mới được. Còn bên mình duyên theo cái bên ngoài là không khi nào thành tựu đạo quả đâu. Cho nên làm gì làm, cho nên mình phải dũng mãnh. Phải tinh tiến. Ăn thì cứ ăn, ngủ thì cứ ngủ, mà dẫn đề khởi công khởi đầu. Mà ngủ được á thì giấc ngủ bình yên. Mà mình ngủ không được á thì nó mất khởi đầu. Mà cố gắng đề khởi làm sao giữ được và lần lượt chìm trong giấc ngủ thì mới thôi. Cho nên á, các vị làm gì làm phải vì mình mới được, không vì mình không học trong đâu. Mà vì mình có nguyên tình rồi mới giúp cho gia đình, cho xã hội được. Mình không vì mình thì không làm cho xã hội được, không làm cho gia đình được. Cho nên tới cái chỗ này luôn luôn chúc các vị tân tâm tưởng an lạc, luôn có nguyên tình chúng ta hồi hướng.